Vâng, hello, xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay Hinh này tiếp tục được một anh em nhờ giao bán cho một cái app gọi là VIP. Vâng. Theo Hinh thì Hinh sẽ gọi là VIP. Bởi vì app thì đúng là VIP thật. Thì app này bên server phục hộ. Và hiện tại thì mình cũng xin giới thiệu cho anh em qua, đó là trang bị Thanh Long Tướng và chuyển sinh 9 cấp 97. Thì hiện tại chủ app thì ở trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì có BM cho Hinh, và Hinh thì ở Hà Nội thôi. Đấy, cách nhau một đất nước luôn. Thì nhờ qua Facebook và nhờ giúp bán hồi cái app này. Anh em nào thích Thanh Long Tướng, muốn trải nghiệm cảm giác sút 2 ô gì đó thì có thể giúp em nó về. Thì anh em chú ý nhá, một là anh em có thể giao dịch qua lửa AD hoặc là giao dịch qua trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Đấy. Vâng, thì không nói nhiều nữa, thì mình cũng vào vấn đề luôn. Thông tin là bet có hai con bet 6 tư chất 75, bet phá địch nội ngoại và phá địch tăng tốc độ xuất chiêu. Bet cấp 5 có vô cụ, vậy là vô cụ phá địch đầy đủ cho anh em rồi. Tin tức như sau, chuyển sinh 9 cấp 97 đã đủ cấp để anh em có thể lên chuyển sinh 10 hoặc là để chuyển sinh 97 cho nó trâu. Quân hàm tướng quân, công trạng 2,7 triệu. Hiện tại có hiệu đại sứ huynh, hiệu thiên quyền, vậy thôi, chứ có hiệu gì khác. Còn cái hiệu phá quân thì nó chỉ là tăng máu với nội ngoại thôi, tăng nội ngoại phòng thôi. Đấy. Về trang bị thì như sau, anh em có thể thấy là đồ cộng full cộng 14, 13, văn sức full cộng 11, 12, chuẩn hệ và đủ hệ, đủ và chuẩn hệ luôn, vô cụ rất là đẹp. Đầu tiên, nón Thanh Long Tướng, full đá 6. Tất cả trang bị là full đá 6. Đấy, anh em có thể thấy áo full đá 6 luôn, nói chung là tất cả đều full đá 6. Thì full nội công 40, quần cũng vậy. Cặp ngọc Thanh Long Tướng, full đi bạo kích. Bao tay này thì một đá 6 và hai đá 6 và một đá 7. Anh em có thể thấy là đá sát thương 200 là đá 7 này. Còn 120 là đá 6. Tín vật cấp 13. Nó là ngoại trang chuyển sinh 9. Quần áo quân linh 7. Văn sức thì như sau, một dàn văn sức cộng 11, ô đầu cộng 12, hoàn mỹ giao dịch được. Anh em mở khóa là giao dịch được nhá. Hiện tại đang khóa. Nội công cân cốt, công kỵ nội công, đủ 5 hệ và chuẩn hệ, kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ. Cái thứ hai thì thứ ba, hệ thủy. Ô tư cộng 11 nội công cân cốt ở vô cụ. Ô thứ 5 công vô cụ. Lăng 3 10 thanh, kiếm vô vọng. Vĩnh viễn 120%. Đặc biệt thì mình xin giới thiệu kim xà trước cho anh em xem. Kim xà thì mở khóa 12/12 cả 3 món. Đi theo bạo kích. Phòng thủ bạo kích là 304 điểm, rất là cao. Anh em không bao giờ sợ bị sút lên bạo kích rồi. Tăng xác suất giảm được thọ thương. Đầu tiên áo choàng này, cái thứ hai là huy chương này. Cái thứ ba là giày này. Anh em mà nếu mà thấy nhanh quá thì có thể là dừng lại video. Nhìn off nó kỹ hơn. Mật tịch là 4 phụ lục. Đại thành 105%, cũng gọi là siêu phẩm mật tịch cho. Có yêu quyết cao cấp tấn ca diệp thối, sút ca diệp không mất tụ khí. Tiến cấp đầy đủ vô cụ 92, thuộc dạng tiến cấp trung bình. Thì ngoài ra, đây là toàn trang bị Thanh Long Tướng. Về kinh mạch cho cấp 5.
kinh mạch nói chung là ok rồi. Về trang bị ngoài ra còn trang bị phun 3 món đặc huyết để dự phòng anh em cho trường hợp anh em là bị rớt tướng thì sẽ có trang bị này để đeo lên. Anh em mà đeo trang bị này lên. Thì arc này mình nghĩ là khoảng 90% là arc top phái cây top phái server mới. Thì cũng là lâu rồi, server mới chắc cũng cách đây dùng vài server. Thì nhận trang bị ẩm huyết và top phái là nhận trang bị thay long tướng nữa. Đấy. Có set buff 35% cho anh em, max off 35%, rất ngon, quần áo tạo khí đầy đủ, bao tay hào hiệp vô hạn, full đá 6 sát thương cộng 15. Đấy là mật tịch chính. Về mật tịch tụ khí, mật tịch búp hệ nhãn 103%, có hai quyền mật tịch phụ luôn, một quyền 101% và một quyền 103%, rất là ngon. Lát chinic kim xà giãn cách tủ áo nhỏ thì đấy, có trang bị này thú cưỡi hồ ly trên bài bán cũng còn 34 thiên kiêu lệnh mật tịch X11 thiên văn thạch cho anh em đập đồ đập văn sức lên. Điểm qua một chút về thủ khố thì như sau. Thủ khố cũng còn khoảng 2k vàng cho anh em tiêu này. Đấy. Có cặp ngọc hào hiệp thương, nội công công kích này. Ngoài ra, thì còn còn cái gì? Còn cái một giạt văn sức hoàn mỹ vô cụ. Vô cụ cho anh em cái này là cũng giao dịch được này, anh em mở khóa cũng giao dịch được và đang mở khóa này, chờ mở khóa. Thì như sau. Chuẩn hệ nhưng mà cộng 6 thôi, cộng 6. Ô đầu tiên, nội công linh hoạt. Kim này, mộc này. Công gân cốt này, thủy này, đấy. Hai ô vô cụ này, đấy. Dư luôn, bán full ác luôn. Xét kim xà 5, quên kim xà 4, kim xà 4 full cộng 15, mở khóa 11/11. Để cho anh em đi BK với những đối thủ cùng cùng đồ. Dư một cái sách phá địch, rất là nhiều sách bét ở trong. Vâng, thì ác này ra đi với giá đó là full toàn bộ ác, cả sàn văn sức 11, không có bỏ đi cái thì gì cả. Anh em xem đúng như video nhá. Về đá quý thì quyền điểm đá quý cũng rất nhiều, có thể nói là thoải mái cho anh em khả đục lỗ các kiểu. Tất cả trang bị ẩm huyết rồi là búp biếc này, văn sức để giao dịch được này, ngàn văn sức ở cộng 6 trong kia này. Đấy, ra đi với giá đó là 30 triệu đồng, toàn bộ ác là 30 triệu đồng. Anh em có thể giao dịch tại qua lửa hoặc là qua D, hoặc là giao dịch trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Vâng, cuối cùng thì mình cũng điểm qua lại một chút để cho anh em dễ hiểu nhé. Tổng kết lại thì có bet 2 con bet 6, 1 con bet 5, bet vô cụ phá địch đầy đủ. T
tin tức truyền sinh 997. Hiện tại có hiệu thiên quyền chân khí 750k, quân hàm tướng, xếp thanh long tướng cộng 14, phun đá 6, bao tay một viên đá 7, tín vật 13, ổn linh 7 lưu sẵn sàng, kim xà 5, kim xà 4, cộng 15, mã khóa phun, mặt tịch cũng thuộc dạng khủng 105%, 4 phụ lục, 2 quyển mặt tịch phụ, 1 quyển 101%, dòng 3, 103%. Tụ khí 14 luôn, giảm văn sức cộng 11, 12 giao dịch được, và còn dư một giảm văn sức trong dương nữa, cộng 6 cũng giao dịch được, anh em mà khóa giao dịch được, xét huyết âm và bao tay hào hiệp vô hạ để cho anh em rước tướng thì mặc vẫn BK được. Và ra đi với giá 30 triệu thì anh em là kết ác lại thì có thể liên hệ để hình kết nối với chủ ác. Vâng, ác thứ hai thì mình giới thiệu anh em luôn, mình giáo bút, hiện tại chưa phục sinh bếp, truyền sinh 8 cấp 81, chân khí 600k. Trang bị thì 3 món háo hiệp vô hạ, nón này, áo này, vâng, mỗi cái được 2 đá, hoặc diệu dương 8%, bút chiến cua. Thì nói chung là chủ yếu anh em về thì đánh nhau xe vào mới thôi, xe vào mới thì rất là đông vui. Răng 3 mới thay, mặt tịch cấp 99. Chủ yếu là ác lại về điểm năng động, thiên tiêu lệnh tiêu hơn 800 cái. Thiên tiêu lệnh tiêu hơn 800 cái. Điểm năng động thì 25.600. Anh em làm khoảng 2 ngày nữa. Làm cốt 2 ngày nữa là lấy lốt món kim xà thứ hai, kim xà 5 thứ hai. Đủ 26k. Còn cực kỳ là kinh khủng, anh em có thể thấy là gọi là một, có thể nói là một dân chơi xe vừa mới đấy ạ. Với mình điểm qua chút đồ, nó là huyết này, và ác này thì không biết có phải auto phái không, mình nghĩ chắc là không phải auto phái thôi, nhưng mà rất là ăn chơi đầu tư, có thể nói là hình như chắc là lên cả nó là huyết luôn. Đào hào hiệp vô hạ cộng 14 luôn, rất kinh khủng, chưa khắc đá, kim xà 5 mà khóa full 12/12. Đây là mình đang giới thiệu về một mình vừa soi được một ấy nhá, mật tịch dòng 3 100%, điểm vô cụ 110, kinh khủng cơ, văn sức cấp 3 full 14/15. Nếu mà nhắc đến văn sức full 14/15 chắc chỉ nghĩ đến những cái server của những đại gia khác thôi, chứ không nói đến server mới mà lại đại gia đầu tư thật. Nhà đại gia của Vinagame. Đây thì đã lấy được món một món kim xà 5, đó là dây. Trong thì cũng rất là nhiều hồi tiên đơn, yếu quyết đầy đủ. Có thể ác này ra đi với giá là 700k cho anh em nhé, 700k. Vâng, đến một ác cuối cùng. Một cuối cùng thì là một em Thúy Yên Linh Nữ. Thúy Yên Linh Nữ này là một top phái. Top phái bên cũng là bên server mới chiến hộ. Có con bé 6, 75, tin
tức truyền sinh 9 cấp 87. Thì anh em chỉ cần ăn 6 ca Evan nữa là có thể là lên cấp để nhận được văn sức cấp 3. Công trạng 2.6. Quân hàm tướng. Trang bị tốt phái thì 3 món huyết và 1 món háo hiệp vô hạn. Ngọc diệu dương 8%. Phun đá 6. Cái này phun đá 6 này. Mật tịch 4 phụ lục 9 thanh. Rất là ngon. Cho anh em mua về đi ít đêm Thúy Yên Linh Lữ. Đấy, toàn dòng 196, dòng 398 và dòng cuối 99. Lăng 30 thanh. Ác hiện tại thì cũng cày cốt lấy được cái áo choàng này. Thiên kiêu lệnh sử dụng hơn 800 cái. Năng động 25.000. Làm lốt nhiệm vụ hôm nay là đủ 26k lấy lốt món cuối cùng. Món kim sao thứ hai. Đấy, anh em chỉ cần khoảng ăn 6 ca Heaven nữa thôi là lên cấp và nhận được trang bị văn sức cấp 3 ngay. Thì ác này chủ ác ra đi với giá mong muốn đó là 4 triệu đồng và có fix cho anh em nhiệt tình trong quá trình mua. Anh em là muốn trải nghiệm cảm giác ít đêm của Thúy Yên Linh Lữ thì có thể mua em nó về. Tốt phá anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip khác.